Xin chào mọi người, lại là mình Amin đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những mẫu túi LV rất là tiện dụng, có thể dùng trong nhiều trường hợp rất khác nhau và xài trong rất là nhiều năm mà không bị lỗi mốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đây là mẫu túi Forset Mati với dòng da Amron. Da Amron là loại da bò được LV đập chìm những họa tiết monogram. Nó bớt thu hút sự chú ý so với họa tiết monogram trên phiên bản canvas. Bên ngoài của chiếc túi là lớp da bò. Bên trong của chiếc túi là lớp lót vải đỏ nổi bật, giúp bạn dễ nhìn thấy hoặc là dễ tìm thấy các vận dụng bạn bỏ vào trong một cách dễ dàng. Túi có 3 ngăn, 2 ngăn khá rộng và 1 ngăn hẹp. Khi chiếc túi trống rỗng thì hơi bất tiện một tí để đóng cái túi, vì bạn phải đẩy nó xa hơn một tí để đến điểm tựa phía sau để có thể khóa nó. Phần sau là một cái ngăn có zipper. Cái này có thể đựng được một chiếc iPhone 11 Pro, cũng khá là tiện dụng. Và đây là chiếc túi Forset Mati duy nhất được phủ viền đỏ chạy dọc theo viền da túi. Các chiếc túi với màu sắc khác đều được phủ viền đen. Ngoài tay cầm, túi có một quai đeo có thể tùy chỉnh độ dài hoặc có thể tháo rời ra. Màu của chiếc túi là màu xanh navy dưới ánh sáng tự nhiên ban ngày, nhưng bạn sẽ có thể thấy màu sắc của chiếc túi thay đổi qua tông đen trong điều kiện thiếu sáng hoặc nhìn từ xa. Điều này rất là hay, là vì cùng một chiếc túi nhưng bạn có thể thay đổi các phong cách khác nhau tùy vào thời điểm hoặc nơi bạn sẽ sử dụng chiếc túi. Màu xanh ban ngày thì trẻ trung cá tính, còn sắc đen ban tối thì thanh lịch và cổ điển, nên bạn mua một chiếc túi mà như có hai chiếc vậy, rất là cool luôn. Có 4 cách khác nhau để mang chiếc túi này. Thứ nhất là có thể cầm trên cái quai đeo nè. Thứ hai là đeo trên vai. Thứ ba là đeo chéo qua người. Và thứ tư là cầm như một chiếc sắt tay vậy. Dòng da Amron thì rất dễ sử dụng, khó mà có thể thấy các vết trầy xước sau nhiều năm bạn có nó. Nó vẫn y nguyên như lúc mới mua. Phần kim loại màu vàng thì có thể trầy xước trong quá trình đóng mở chiếc túi, đó là điều hiển nhiên. Ngoài dòng da Amron, Forset Mati còn có phiên bản canvas. Canvas không phải là da nha, mà là chất liệu vải cotton được LV xử lý và tráng nhựa PVC. Nhưng để một chiếc túi canvas lên kệ và đến được tay người tiêu dùng, nó đã được xử lý qua hơn 100 công đoạn thủ công và tỉ mỉ. Điều này làm nên đẳng cấp và sự khác biệt của LV. Nói tóm lại, đây là một chiếc túi đáng đầu tư vì nó đẳng cấp, tiện dụng và dùng được lâu dài. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào nè? Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau nhé. Bye bye.